nhiều nghỉ rồi nhưng mà không có lên. Im lặng mà tụi này ghê quá mọi người ơi. Bỏ qua giận đỡ rồi. Đem đồ ăn nè. Nghe ốm quá đem đồ ăn nè. Đứa nào mà nói chị Ni á hả, bị ở bển, bị kết án 15 năm rồi đó, rồi không thể về Việt Nam rồi này nọ rồi đó, thì hứa là đóng kênh rồi hứa là chị Ni về là sẽ xin lỗi rồi quỷ rồi xóa kênh rồi đó, Huấn Bình Dương rồi đó, Huấn Bình Dương nhâm Đinh Hoàng Nhân, Đinh Hoàng Nhân gì đó đó nha, Thám Tử Lùng nha, Mặt Trời Già nha, Trang Vina nha, Hoa Hậu Bảy Màu nha. Tất cả những người đó đều phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Trước đó thì đã nói như chị Ni như thế nào, đưa hình ảnh của chị Ni ra sao, thì tất cả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hết. Và ngày hôm nay thì mọi người cũng đã nhìn thấy chính thức chị Ni đã có mặt tại Việt Nam rồi đó mọi người. Và chị Ni đã về bữa giờ rồi nhưng mà không có xuất hiện. Hôm bữa là về ở ngoài Hà Nội đó mọi người. Bây giờ thì mới về vọt trong đây nha. Cho nên Chí Cảnh đã nói là chị Ni về Việt Nam, thì mọi người còn nói là chưa thấy hình ảnh. Thám Tử Lùng còn đưa ra là chị Ni ở cái hình đưa lên là năm 2014 rồi, bây giờ 2024 rồi, soi ra như vậy ha. Thì mọi người bây giờ nhìn thấy chính xác là chị Ni đã về Việt Nam, và anh Linh Tý, Bích Trâm, Hồng Loan, Bùm Bùm, Võ Diệt Bân đã đi ra đón chị Ni rồi đó mọi người ha. Chí Cảnh thì do bận việc cho nên không có đi được nha mọi người. Facebook, một YouTube ở nhà, nhưng mà vì cũng là cái người khi mà đăng lên cũng là cái người cứu Ni, nên Ni cảm ơn rất nhiều. Dạ không, giống gì hả? Cái đứa nào mà đăng clip mừng rỡ đầu tiên kêu họ tên của chị ra thì, nhà không ai biết, dòng họ không ai biết, cả bạn bè trong toàn thế giới luôn á, kiểu là đông nam á không biết á. Mà khi nhìn thấy cái bài post như vậy á, cái clip như vậy á, thì mọi người đã biết là gặp nạn ở đâu, thì cũng là cảm ơn cho Ni về đợt này nha. Ni sẽ không nói gì hết, tất cả những câu hỏi Ni sẽ không liên can, và chỉ việc Ni làm thôi, cho Ni không có nói nhiều nữa.
cũng không có thể than thở gì hết á, đi cũng chẳng thấy gì than thở hết á, tại vì đã nói là trận chiến nào thì cũng có thương đau, cũng có mất mát, nhưng mà đi đã nói rồi là không có than thở, tại vì cái người hại mình cũng là cái người giúp mình, đơn giản vậy thôi. Còn hạ hồi phân giải thì thời gian sẽ trả lời. Nghiêm, phân giải gì chị ơi, thì phân thay nó luôn chứ phân giải gì. Chị không muốn lấy gì, em làm content kiếm tiền chị. Ngay cái livestream hay là 3 clip đó chị. Đi là đi không có xuất hiện. Tại vì chị của em không biết rồi làm. Đi không có than thở. Để chị nè. Không nói để chị mệt quá. Mà mình trải qua kiếp nạn thì mình sẽ thấy được ai là vàng, ai là đá. Em nhắc em là cục xinh. Em nhắc Ni cũng xin lỗi là Ni và nhiều ngày rồi nhưng mà Ni im lặng. Ni chưa có thời gian để chọn thời điểm thích hợp để đi lên. Ni còn phải cảm ơn những người yêu thương Ni nữa. Tại vì mọi người biết không, Ni thấy hết á, Ni đọc hết, nói Ni trong nóng Ni, người yêu thương Ni. Qua đó thì cũng người cũng nguyên rủa Ni, và Ni cũng mong mọi người là thương Ni thì đừng có kiểu đôi lúc mọi người kiểu một người so sánh đi với một người khác, hoặc là mọi người dùng những cái từ ngữ như khi yêu thương quá đó. Cho nên cũng là người bình thường thôi, cũng phải là nữ nhân hào kỳ vậy cũng chẳng gì hết á. Ni là một người bình thường, nhưng mà cái sự yêu thương của mọi người là khiến Ni không có trách móc gì cuộc đời này hết. Chỉ qua xảy ra vừa rồi thì khiến cho mẹ Ni không có ngủ được, rồi gia đình bên chồng cũng lo lắng, thì Ni cảm thấy Ni có lỗi vậy thôi, chứ còn không có than thở, không có cái việc nào anh cảm động quá. Làm Ni không có nói thì không phải là Ni sẽ sò sọt hay gì hết, nhưng mà Ni xin phép im lặng thời gian này, và mãi đến cuối cùng đoàn kết thì người nào làm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có xóa hay có gì thì cũng không thể nào mà đánh đi, có xóa đi thì cũng không có thể nào mà không có tẩy trắng được, không có tẩy trắng được nha. Xóa không phải dễ. Xóa được chứ chị. Đâu phải học trò đâu, vô bút xóa thì muốn viết chữ gì thì viết, xóa gì. Ủa, hai đứa nhận lương nhiêu vậy? 50.000 câu, 1.500.000 ngày. Mọi người biết rồi. Ni im lặng, Ni cũng có lý do của Ni. Thật sự mà nói thì mọi người biết không, Ni sợ nhất là gì không? Ni sợ mất chồng á. Thật sự đó là Ni nói thật á. Ni sợ mất chồng của Ni á, đơn giản vậy. Chị sao em đâu có sợ mất ông Tý đâu. Ủa? Ủa? Sợ Đi có thể hạ mình, Ni không bao giờ đi hạ mình trước ai á. Nhưng mà đối với chồng Ni thì Ni có thể cho Ni hạ mình một tí, là Ni sợ mất thần. Thì mọi người cũng hiểu rồi. Còn ai đã hại Ni trong cái vụ này mọi người biết rồi chúng nữa. Đã gọi là mật vụ mà bắt Ni. Chị Cẩm Lan hứa, em cảm ơn chị Cẩm Lan. Ở Việt Nam biết, mọi người cũng biết rồi. Cũng nhờ vậy mà Ni được cứu đó. Nếu mà khôn một tí thì chắc Ni giờ này Ni cũng không ở đây. Nếu mà khôn thì không ở đây. Lo lắng là kiểu là như ở nước ngoài mà còn hại được thì ở Việt Nam này chắc chắn người rất nguy hiểm á. Kiểu vậy là nên là gia đình lo lắng kiểu là thôi con ơi đừng có nói gì, đừng có làm gì nữa. Mất công rồi con chính nè. Nhưng mà mọi người biết không, người hại thì mới chết. Ôi trời, hại mới chết. Người hại, nếu mà mình sống ngay thẳng, ông trời ông thương mình cũng khó chết. Mà ví dụ có xui thôi đúng không?
Đúng rồi, trời hại đi người hại có Will được nước bạc được. Ủa em nói vậy gì chị nghe thích bân, hôm nay chị được nước bạc. Người hại đã gì. Ôi ôi, phở bò em mà 5.500 luôn á đi. Phở bò đầu tiên mà 5.500 luôn á. Hôm nay là hôm nay khi tôi ra MV giờ lúc 8 giờ. Mọi người biết rồi, ví dụ như thì đi cũng phải lên tiếng chứ. Chỉ qua là thời điểm này đi im lặng thôi. Đi định thời điểm thích hợp đi lên chứ. Mọi người cũng biết rồi, có tội thì chắc chắn sẽ bị ở, dù ở nước ngoài, ở Việt Nam, ở đâu cũng có pháp luật hết trơn. Còn đi để về thì chắc chắn là mọi người biết rồi, cũng không cần phải thanh minh, thanh nghe hay giải thích gì hết. Những ai em hiểu pháp luật thì học rất quan trọng, thì mọi người sẽ hiểu. Còn vấn đề mà bây giờ ai hỏi Ni, Ni giải thích từng người thì chắc là tin nhắn nhiều lắm, phải trả lời chắc qua năm sau mới hết. Chị mướn em đi 1.500.000 ngày em về trả lời phụ chị. Trả lời xong trả 1 tỷ nữa. Ni đọc tin nhắn hết, Zalo, Facebook, Ni đọc hết. Và cảm ơn. Và cho em xin gửi lời nhất là bác Long. Em xin cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ Long nha mọi người. Bác sĩ Long. Bác sĩ Long. Em không ngờ luôn á. Em không ngờ là ở nước ngoài mà em nhận được một cái tin sự quan tâm giúp đỡ của bác Long, khiến em lúc đó em người ít khóc lắm mọi người, nhưng mà khi nghe bác Long hỏi thăm á, mà bác Long quen biết hỏi thăm như vậy, tự nhiên lúc đó trời ơi, tự nhiên cái tự nhiên không phải là tôi nữa rồi. Trời, Nguyễn Thị Bánh Bèo liền hả, chứ không phải Thái hả? Nguyễn Thị Bánh Bèo rồi bác Long không bất ngờ, tự nhiên bên đó họ biết bác sĩ ở bên Việt Nam không, cái đưa cái profile của bác Long ra, cái tự nhiên cái mình hỏi sao bác Long có thể bác sĩ ở bên Việt Nam. Thì em một lần nữa em xin cảm ơn bác Long rất rất nhiều. Cảm ơn Mai Ca, cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn anh Nguyên Vũ, cảm ơn anh Song Minh, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn yêu thương. Mặc dù là em đã bị dùng cái từ là thôi đã qua rồi, mà nói chung là không bỏ rơi em đó, kiểu vậy á. Và tất nhiên mọi người biết là gia đình bên đó là gia đình, là chồng đi rồi, cả gia đình chồng, cả bạn bè nữa, ở nhờ bên này post lên như vậy thì Singapore nè, rồi Thái Lan nè, Philippines nè, bạn bè đều biết và có bay qua thăm hỏi đi. Nhưng mà mọi người cũng thông cảm cho Ni là lúc đó Ni không có thể gặp ai ngoài bé mèo là Kim ở bên Úc bay qua, rồi anh chỉ gặp ba người thôi, còn nhiều quá thì Ni không có gặp được hết. Ni cũng để giấu thông tin tới ngày hôm nay. Mọi người nói đúng, nhiều khi Ni cũng ỷ y á, Ni không có kiểu là phòng ngừa. Mình ở ngoài sáng, có những người ở trong tối. Và đặc biệt là rất là bẩn nha, trần này rất là bẩn. Sóng gió đâu à? Chị Lan phát bửa đi, đừng hãy cho hỏi chị Lan quá trời kìa. Chị đi có thấy cái tháp và trái tim của anh Tý tặng chị Ni chưa? Đâu? Cái tháp gì? Tụi nghiệp lắm. Rồi cảm ơn tháp gì quên rồi, mọi người nữa. Anh Tý tìm, trái tim điểm kìa. Rồi thấy thương lắm. Mẹ Tư Quốc Thanh. Rồi cảm ơn nhiều lắm. Nếu mình đi kể thì đi kể chắc tới mai mới hết luôn. Không, chị cứ kể đi. Bây giờ chạy rồi, tới rất là cảm động vậy nè. Khi em về đó thì em thấy những chị, những cô tới Cà Mau em mà phải đi trả lễ, rồi thậm chí phải ăn chay khấn vái cho em bình an. Mặc dù chưa gặp em ngoài đời thì em không biết dùng cái từ gì để nói hết trơn. Em quá cảm động, là dùng cái từ là
sao mày chưa gặp mình, rồi bắt đầu vì mình cầu mong sự bình an cho mình, rồi phát tâm ăn chay cả 2 tuần, có người thì cả tháng, có người thì đi trả lễ đó, nhiêu đó thôi. Còn tất nhiên rồi mọi người, thì cũng có người thương có người ghét, nhưng mà cân đo đong đếm lại thì an ủi là người thương nhiều hơn người ghét. Chứ còn Ni thì không phải là cái người mà quan trọng cho mình là quan trọng. Ni luôn bao giờ cũng một câu nói của bác là khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, mà tự cao một tấc cũng là thừa. Chuyện này vợ Ni im lặng là Ni xin lỗi mọi người, để mọi người lo lắng. Nhưng mà Ni im lặng thì cái lý do, tại vì đôi lúc Ni để cho những người gọi là ghét Ni á, ghét mà ghét cay ghét đắng luôn á, cứ bẻ thoải mái. Nhưng mà ai hứa rồi thì nhớ giữ lời hứa giùm Ni. Tại vì mọi người biết rồi, cái kênh YouTube mà mọi người làm mà để mà cái uy tín của mình á, cái lời hứa mình rất quan trọng. Ừ, nếu mà hứa đúng mà không được, có không thực hiện thì sau này nói sẽ không ai nghe mình lời nói được, không có thực hiện. Đúng rồi, bây giờ thực hiện sao? Bây giờ thực hiện sao cho ông nội thiệt nội công chính giờ? Chỉ mong là mọi người hứa với mọi người là sao cũng công chính đấy. Chỉ mong vậy thôi, chứ đâu là quy lại thì ok, mình mở like lên mình quy lại. Cái điều quan trọng nữa là Ni xin gửi đến như thế này, trong lúc Ni ở bên đó thì mong rằng là Ni cũng cảm ơn nha anh chị ở bên nước ngoài, cái gọi quốc có quốc nhắn gọi là phụ giúp kịp nhìn thấy không, có nhắn gửi những người để lo cho Ni. Nhưng Ni xin nhắc lại và xin khẳng định một điều, luật sư của Ni là Ni lo gia đình, Ni lo được, không có thể nào mà lấy tiền hoặc là nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ni nói là suốt cuộc đời này gia đình Ni và cả Ni sẽ không có cái chuyện quyên góp tiền luật sư. Và Ni khẳng định một điều là chỉ có một luật sư của Ni. Ni không có nhận bất cứ sự giúp đỡ từ luật sư nào hết. Có là có 2 luật sư, với 1 luật sư bên phía bé mèo là 3 luật sư, nhưng mà bên Ni có 1 luật sư là hồi xưa giờ thôi, cho nên là không có mất một cái chi phí luật sư nào. Và Ni khẳng định từ đây về cuối cuộc đời của Ni là Ni không có nhận sự giúp đỡ của một ai hết, và không, gia đình Ni là không có quyên góp. Và nếu ai đã lỡ nhận tiền ở bên nước ngoài mà nói là lo cho Ni thì Ni xin đính chính nha, là cái việc này là ở bên nước ngoài á, là chồng Ni và gia đình chồng Ni lo, không có ở người ngoài nào nhận một sự giúp đỡ. Tại vì Ni biết là mọi người giúp đỡ Ni, nhưng mà Ni có luật sư rồi, cho nên không có phải 2-3 luật sư mà mất phí. Cho nên là xin đính chính cái việc này. Tại vì Ni về á thì Ni thấy mấy chị gửi cho Ni những cái tin nhắn, những cái đơn là nói là có người lo, nhưng mà Ni khẳng định nha là luật sư của Ni chứ không phải luật sư ở ngoài. Và mong rằng ai đã từng gửi tiền giúp đỡ thì xin liên hệ lại, nếu như mà không làm rõ việc này thì Ni sẽ nhắn tin riêng, và Ni không thích như vậy. Cho nên là mong là Ni khẳng định một điều là không bao giờ có cái chuyện Ni sẽ quyên góp hoặc là nhờ sự giúp đỡ bên ngoài nha. Đó, cho nên là Ni xin khẳng định và xác định lại một điều này, từ đây về sau và mãi mãi sẽ là như vậy. Dù Ni có chuyện gì đi nữa, không bao giờ ở ngoài mà quyên góp hoặc là cầu để mọi người giúp đỡ mình. Mà gia đình Ni hoặc là Ni có chuyện gì là cần phải quyên góp gì hết. Dù nhà Ni không giàu, vậy để nó đông vui. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng được ra là 2 tuần, và việc đó là không thể quá 2 tuần, sau đó là mọi người sẽ ra tòa. Thì không phải một ngày xử một vụ đâu, một ngày xử mấy vụ lận, và chắc chắn là mọi người phải có bằng chứng. Nếu mọi người không có bằng chứng thì mọi người phải chịu tội. Không có dễ dàng qua nước ngoài mà phạm pháp xong là người ta trục xuất về đâu. Nếu mà chỉ phạm pháp xong trục xuất về tự do thì chắc Việt Nam mình chắc là phạm tội nước ngoài nhiều lắm. Cho nên là mong rằng việc học rất là quan trọng, khi lên phân tích, khi hạ bệ người khác thì phải hiểu pháp luật.
là đừng có để người ta cười vô mặt mình. Nên chỉ nói vậy thôi. Còn tất nhiên rồi, thằng nói cũng mày. Cái tư duy đó rất là quan trọng. Mọi người hiểu biết thì mọi người sẽ cảm nhận ra thôi. Cũng đã không hiểu biết rồi á, coi nói như cỡ nào. Thì không có nói cũng tròn ghét nhau thì bọn thấy có nói vô là đầy không để đấy rồi. Nó là như vậy á, có nói cỡ nào được. Toàn làm cái miệng đớp cái gì đâu không à. Nhưng mà chị Ngọc cũng một cái tên Ngọc nữa đó, lo lắng cho đi mà hỏi trời ơi bây giờ sao, không có để đi mà ở trong đó một ngày một giờ nào hết á, mà là khi mà ra rồi á thì cái chị nói chung là tự nhiên yêu quý những ai tên Ngọc nha. Mà em đổi tên chị Ngọc luật sư và kẻ chị Ngọc hết trơn. Mày đổi võ chị ở Sài Gòn chưa chị Ngọc. Em chưa gặp chị đổi chị đổi Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn. Nhưng mà em mày đổi luôn đi bớt võ thì Ngọc võ gì cũng chơi võ thì Hồng Ngọc tôi yêu mình ơi võ Trần võ Trần rồi rồi ai đi sướng là như vậy võ Trần bây giờ mình căng chị đi nói đi rồi nghỉ ngơi sớm giờ lá để chị đi nghỉ ngơi nữa cả nhà ơi. Thì cứ cho đi là cướp. Mọi người có biết cái sạch à, Ni xin đính chính nha, nó chưa tới 1.5 tỷ đó mọi người. Thì nhưng mọi người nghĩ thì Ni có nên đi cướp 1.5 tỷ không? 15 tỷ hay là 150 tỷ nó cũng đáng để đánh đổi tất cả nữa. Nhưng mà vấn đề ở đây là mọi người hiểu rằng cái con mà Ni vô Ni đính chính lại một lần nha, là nó lừa rất là nhiều người, khiến cho họ phải lâm cảnh khốn cùng đó mọi người. Đó thì Ni đính chính cái việc đó thôi để mọi người nhìn nhận, đừng có cổ suý cho cái việc rồi nó ở, nó lừa đảo, nó trốn ra nước ngoài. Rồi mọi người cứ đặt trường hợp mà nếu mà gia đình mọi người có người bị lừa mà trốn qua nước ngoài, mà mọi người chờ đi qua nước ngoài kiếm đi, rồi không tìm được nó đi, tiền bạc mất, bao nhiêu thứ niềm tin. Sự thật là cái con mình đi vô nhà đó là nó đã lừa đảo rất là nhiều người rồi. Hồi xuống thì rồi thôi chắc cái sự khổng cùng, cái sự mất mát nó hồi lại rất là nhiều thứ mà mọi người đi cổ suý cho cái việc à con Ni này nó đi ăn cướp. Mọi người biết ăn cướp mà đi qua nước ngoài mà đi vô nhà người ta cướp không không vậy đó hả, nhà không thì như vô cướp xong rồi đi ngân ngang vậy đó hả. Ủa không nước nào có luật pháp đó hả mọi người, sao mà không có, khi mà ghét rồi á không có nhìn nhận được cái sự thật là cái con mình đi vô nhà đó là. Chị Ni nghỉ ngơi rồi thôi cho cái đầu. Chị sao vậy? Thôi chị Ni xuống, chị Ni nghỉ ngơi tắm rửa đồ 8 ngày rồi chị Ni rồi cứ 8 ngày để chị Ni chưa tắm, để chị nói ờ okay, chị nói sao lại nói được cái từ mà tại sao mọi người không hỏi là ủa sao kỳ vậy, sao kỳ là sao lại phủ nhận những cái sự thật vậy, cổ suý cho những cái đứa mà nó lừa đảo dung tự tại hả. Thì mọi người thử đi, mọi người thử qua nước ngoài đi, rồi mọi người trục xuất về không vậy thì chắc đi qua nước này nước kia cướp, qua đi qua Mã Lai cướp đi thì không chị để mang đi cái xác hơn mà chị sợ mất mà không có thêm. Bắt đầu là không có chịu đưa cái clip là Ni đã báo công an địa phương, cũng không được đó con đó nó bị gì đó rồi nha, ngồi ở nhà phân tích không à. Ở Việt Nam thì nhiều khi mắc cười chứ đó, rồi cứ vậy cười mắc cười cái mình cười liền chị mình xuống mình đi ăn thôi nói chứ sắp tới rồi mọi người ăn. Để nói cho mọi người biết rằng là Ni nói cho mọi người biết đó, chính vì Ni bị nạn, chính những người nạn nhân trong vụ đó đó họ là người quan tâm và sẵn sàng hỏi Ni là đang ở đâu, bị nạn chỗ nào, bao nhiêu tiền họ cũng chuyển hết và Ni không có nhận nha. Là Ni đã nói Ni rồi, Ni không phải là Ni tự đưa bản thân mình lên, nhưng mà mọi người nghĩ đi, giúp đỡ một người khác không cần người ta phải chờ người khác giúp đỡ mình, nhưng người ta thấy được cái tâm mình như thế nào. Ở đây là cái tình người á, những người mình gặp gỡ, mình
giúp đỡ và gặp những người rất là tử tế. Cái mình kết bạn mua được đây mọi người nè, rồi chị Trang nè, những người, những anh chị nè, Nam nè, đó luôn nè, đó sáng anh tới chị nè. Mọi người thậm chí không, nếu mà do là gia đình đi không có nhận sự giúp đỡ thôi, chứ còn không phải là vấn đề tiền bạc nữa, họ sẵn sàng, họ nói chung là cái tình cảm mà vừa rồi nói rất là vui, kiểu cho mình gặp nạn thì mình sẽ thấy ai đúng là gặp này. Đừng có tắt kia trời, 7 giờ mấy 8 giờ. Ô mọi người đừng làm tưởng đây là chuyện đứng thì nói đi, nói với mọi người rồi đó. Ni im thì ni sợ mất chồng đấy, mọi người hiểu. Người như ni rất là nhiều, là sợ ni sập. Mấy ngày nhà nó có một bộ già mới vậy. Ừ. Thay đổi sinh thầy qua đi. Tới. Cô mộp nè. Ai là chị Ni mộp? Chị Ni nè, trời ơi cái mộp kiếm là đi ở sân bay đi ra thì đi đeo kiếm. Cũng không cho. Không cho. Mầm. Là đứa trên mạng tao không tin tao luôn. Đếp MV mà người hay mặc nghe nghe thôi. Mọi người là hình thật. Tại đâu người thật việc thật. Chị mà đừng thật thôi. Chị không cần. Không và mãi mãi không bao giờ cái chuyện mà gia đình đi hoặc là đi có chuyện quá vậy. Đi không có nói được đâu. Như vậy là mọi người hiểu rồi. Hình cũ đi đường việc mà mọi người biết rằng là không thể quá 2 tuần, sau đó là mọi người sẽ ra tòa thì làm qua nước ngoài mà phạm rất là quen rồi mình lại dòng tập vô những anh em chị em thương đi, rồi cứ nói là đi về rồi đi không xuất hiện, rồi không ai tin, rồi tiếng nói của họ tự nhiên mất trọng lượng liền. Cho nên đôi lúc mình đi nói là đi phải xuất hiện chứ, nhưng mà chưa phải là lúc này thôi, đi để cho nói đi. Hiểu mà chơi một tí, hiểu không? Đừng có chơi mà kiểu muốn hại người ta rồi. Trời ơi.